Tại một con suối nọ, có một anh chàng xén tóc Tôn Ngộ Không, hắn thích hát karaoke. Hôm nay hắn lại đứng trên mỏm đá dưới lòng suối, hát karaoke một mình. Đây là sở thích của nó. Có nhiều con vật nghe cũng thấy hay, mà có nhiều con vật nghe lại thấy chướng tai. Má, thằng nào hát cái gì ỏi thế nhỉ? Anh chàng bỏ ngựa xanh đến đây và tìm kiếm. Má, hai hát ở đâu đấy nhỉ? À, hóa ra là thằng xén tóc à. Được rồi, để bố mày xử mày cho. À, bố mà thằng này, mày làm cái gì đấy? Hát hò điếc hết tạc tay. Em hát cho nó vui thôi mà anh trai. Mày hát hò cái gì? Không thấy ồn ào khu vực này à? Để cho bà con người ta nghỉ ngơi với chứ. Em hát cho nó vui ấy thôi, có vấn đề gì đâu. À, thằng này, mày thấy hay nhưng mà mọi người không thấy hay, hiểu chưa? À, thằng này còn hát à? Em hát hay mà anh. À, trời, thằng này thằng láo nhá. Bố mày xử mày rồi nè. Hắn kéo tóc, hai sợi tóc của anh chàng xẻ tóc. Hắn lùi lại và vẫn hát. Ai chà, có vẻ là theo sở thích thôi. Đã anh trai làm gì em đấy, em hát hò vui mà. Mày thấy vui nhưng mọi người không vui, mày nghe chưa? Thế rồi hai thằng lao vào nhau, đánh nhau túi bụi. Nó lại tiếp tục đánh. Nhưng lần này anh chàng xén tóc không chịu được nữa. Hắn chơi lại rồi, ôm xong này đánh tao mà. Tao phải phản công lại mới được. Thế rồi hắn trèo lên lưng của anh chàng bỏ ngựa luôn. Thằng này lại vận lên được. Thôi xong. Như vậy là anh chàng xén tóc Tôn Ngộ Không lại trèo lên lưng con bỏ ngựa rồi. Có vẻ hai anh chàng này cân tài cân sức chăng? Mày nhìn nè, tao này cũng cánh tao to lắm chứ hả? Mày thích gì? Mày đánh tao trước cái gì? Tao đánh mày dạy mày. Hả, thằng này đánh tao à? Thế rồi anh chàng xén tóc nhảy lên lưng cắn luôn anh chàng bỏ ngựa xanh. Anh chàng bỏ ngựa xanh không làm được gì. Thôi xong. Hình như là nó cắn cái cánh kiếm rồi. Không được, như vậy là vật lên vật xuống. Đúng hai thằng này ngang sức ngang tài nhau thật. Ái chà, chúng mày làm gì đấy? À, so về trọng lượng thì chúng đúng là gần bằng nhau thật. Độ linh hoạt thì anh chàng bỏ ngựa có vẻ nhanh hơn, nhưng mà độ cứng cáp thì là anh chàng xén tóc lại mạnh hơn. Lần này hình như anh editor đã cầm con bò xén tóc dúi vào hay sao ấy. Ấy, ấy, xong. Nhưng anh chàng bò ngựa đâu có kém đâu. Hắn chém liên tục và lại tiếp tục leo lên được phía trên. Cắn vào râu, cắn vào đầu. Nhưng không ăn thua, anh chàng xén tóc cứng lắm, bộ áo giáp bằng sắt cơ mà. Ô, anh này mà cắn đầu thì xong. May là anh này kịp rút cổ ra. Này anh trai, muốn chạy à? Đánh em trước à? Ô, ôm chặt rồi. Có ngon thì mày nhào vô đi, thằng cửa hó kia. Cuốc một phát rồi. Tiếp tục nhảy vào lại bị cuốc tiếp. Úi dồi ôi, thằng này có vẻ khỏe phết nhỉ. Sau khi nó yếu thế thì nó ôm chặt lên lưng của anh chàng bò ngựa xanh. Á, thằng này mày chiếc ôm à? Buông tao ra ngay. Nó lại lấy miếng chuẩn bị tấn công rồi. À chà, nhìn hai cái râu của nó giống Tôn Ngộ Không thiệt á. Có ngon thì nhào vô cuốc. Lại cuốc, lại cuốc tiếp. Nhưng mà có ăn thua gì đâu, đầu nó cứng lắm. Anh chàng xén tóc Tôn Ngộ Không này cứng lắm. Không vấn đề gì đâu. Thôi anh trai, giờ giao lưu võ thuật thế là được rồi nhà anh nha. Bây giờ em có khi là bay về tổ đây. À, nhưng mà đánh nhau từ nãy đến giờ cánh nữ ướt sao ấy. Mày giỏi, mày bay thử xem nào. Bay chứ, nhìn này. Oh, no, no, no. Giờ hướng suối rồi. À, lần tao lại bay cho mày xem này. Mày giỏi thì mày bay đi. Xem này. Bay đi. Bay lên cao xem nào. Đó, tao ướt thế nhỉ. Mày ướt lắm, ở đây à. Ta lại bay thử xem nhá. À,
Không được, nhìn có vẻ là ướt quá. Xin lỗi. À, cho tao mượn cái lưng của mày để tao cất cánh nha. Trèo lên. Mệt lắm, trèo lên mà bay khỏi nơi này đi. Tao ở yên đấy. Ê, giữ chắc nha. Bye bye bạn Hiền nha. Không được. Thôi mày bay không được rồi xuống đi. Chẳng, leo lên đầu tao mãi. Chán quá cái thằng này. Lại tiếp tục ướt hết cái cánh nhở. Ồ khó quá bạn ơi. Hay là bạn bế tớ sát sát sang bên nào đó được không? Ôi ôi, không được rồi. Bạn ơi, bế tớ sang bên này được không? Ở đây nó trơn quá, không bay được, đang ướt hết cánh này. Ôi giời, mày bay lên đi. Cái thằng biết bạn rồi, mạnh rồi ơi. Thế này chứ có phải nhanh không? Thôi cảm ơn bạn nha, đã bế tớ sang bên này. Không bay được, phải bế sang. Để bây giờ bye bye nha, bây giờ chắc có khi là khô rồi đó cánh. Thôi tạm biệt bạn nha, tôi về đây. Về nhá. Về đây. Bye bye. Ủa, nó lên cao rồi à? Thôi được rồi, cũng được. Cái thằng thật thà thiết. Đánh nhau mới biết nhau, tình bạn tốt đẹp. Chào tạm biệt bạn nhé.